Dạ xin chào anh em đã quay trở lại với kênh của kho hàng Thành Phước. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu đến anh em là một cái máy cắt sắt tua chậm sử dụng pin của Ryobi. Đó. Thì bây giờ cái máy này nó hoạt động như thế nào thì em sẽ giới thiệu cho anh em mình coi luôn. Đó thì thật ra nếu như đúng nó là cái máy cắt gốc. Nó cái này là cái máy cắt gốc của Ryobi, nó sử dụng cái lưỡi là 185 nha anh em. Đó cái này theo máy là cái lưỡi cắt gỗ nè. Đó theo máy là lưỡi cắt gỗ 185. Nhưng mà ở đây á, em thay nó vô là cái lưỡi cắt sắt 180 để em cắt sắt cho anh em mình coi luôn. Bởi vì nó là cái tua pin cho nên là cái tua của nó cũng là chậm, cho nên nó cắt sắt rất là ngon. Ở đây em đã thay cái lưỡi cắt sắt của Nhật vô cho anh em mình luôn nè. Đó, cái lưỡi cắt sắt hợp kim của Nhật rất là đẹp, rất là xịn, rất là bền luôn. Đó, thì bây giờ em sẽ cắt sắt thử cho anh em mình coi, để anh em mình nắm được cái khả năng cắt sắt của cái máy cắt sắt cắt gốc pin Ryobi như thế nào. Rồi, ok anh em. Sửa lại cái này em kéo qua kia xíu nè. Kia nó qua bên luôn nè. Này sẽ thẳng lại. Đó, ok. Đó thì cái con này là sử dụng pin 18V nha anh em. Đây nè, em cầm cục pin ở đây nè. Đó. Ngoại hình con này cũng còn rất là đẹp. Ở đây nó có thể nghiêng được 45 độ nè. Đó, cái này nghiêng được một bên 45 độ và cái bàn này cũng nghiêng được nè. Thì bây giờ em sẽ thử em cắt cái sắt vuông 30 cho anh em mình coi thử luôn. Cái đỉnh cao của cắt sắt hợp kim á, là anh em biết không, nó cắt không có ba vớ. Nó cắt không có ba vớ nè anh em coi nè. Nó cắt rất là đẹp, không hề có một miếng ba vớ và không hề nóng. Nó không nóng tay luôn nha anh em. Nó không nóng một miếng nào luôn. Đó, còn nếu như anh em cắt bằng cái lưỡi đá thì nó sẽ rất là nóng, ba vớ nó phải mình phải mài lại. Còn đây rất là đẹp nè anh em coi, rất là đẹp luôn. Đó. Đây nè. Nó rất là êm, rất là đẹp. Đó, anh em coi cái này thì nó chưa có rớt ra thôi. Này nãy chưa cắt gắt sát thôi. Đó, đại khái nó rất là đẹp luôn. Rồi, cắt thử lại một miếng nữa đi. Đó. Cắt rất ngọt luôn nha anh em, cắt rất là ngọt, vết cắt rất là đẹp và lưỡi cắt nó rất là bền. Bởi vì cái này là lưỡi hợp kim của Nhật. Đó, cái này lưỡi này nó rất là bền. Anh em cắt, thí dụ như anh em cắt vài chục cây, em nói thiệt nó chả có thấy cái gì xi nhê luôn. Nó vẫn như mới, vẫn như mới. Bởi vì cái đinh, cái răng của nó rất là xịn. Cái răng ở đây rất là xịn luôn nha anh em. Nếu như anh em mà muốn cắt nhiều nữa thì mình làm cho nó, mình chế theo nó một cái hệ thống giống một cái ống nước biển á, truyền nước xuống đây nè. Đó, để tản nhiệt cho nó, là em bảo đảm với anh em cắt mấy chục tấn sắt luôn vẫn ok luôn nha anh em. Đó, thì đi theo máy là cái lưỡi 184. Đó, 184 của cắt gỗ, thì cái này em thay lưỡi 180 cắt sắt hợp kim của Nhật nè. Đó, em cắt được cái cây 30 nè. Bây giờ em cắt thử cây 36 cho anh em mình coi luôn. Đó, em cắt thử cái cây 36 cho anh em mình coi luôn. Coi có cục pin còn pin không. Hay quá, lấy trúng cái cục hết pin. Thay cục pin đi. Đây nè. Lấy đại cục pin đi. Rồi, ok. Đẹp, vết cắt cũng rất là đẹp luôn. Đó, 10 vết như nhau nè, mà không bị nóng tay nè. Nè, em cầm lên cho anh em coi nè, không hề nóng tay, không hề có một cái gì luôn á. Nó không như là những cái máy cắt mà sử dụng đá đâu. Vết cắt cực kỳ đẹp nè, cực kỳ nét luôn nè, anh em thấy không? Đó, rất là đẹp, rất là nét luôn. Nó là đỉnh cao của cắt sắt hợp kim
Đó, cắt bằng lưỡi hợp kim là đỉnh cao. Thêm cái nữa là cái cắt gốc như vậy á, thì cái độ chính xác của nó rất là cao luôn nha anh em. Đó, những cái cắt gốc như vậy, cái độ chính xác rất là cao. Đó, thì bây giờ em sẽ cắt độ thử cho anh em mình coi luôn. Kéo qua 45 độ đi quý. Chỉnh nó về 45 độ. Đó. Thử coi nó cắt được 45 độ, kéo cái máy xuống trước. Đúng rồi. Ok luôn ha. Rồi, tiếp theo này, cắt thử cây này đi. 45 độ là cắt một bên. Cầm ra được không? Cầm ra được. Kẹp thôi. Đúng rồi, ok. Độ chính xác rất là cao luôn nha anh em. Đó, độ chính xác rất là cao luôn, rất là đẹp luôn nè. Đó, em lấy hai cái 45 độ em giáp mí lại với nhau nè. Cho anh em mình coi nè. Kéo cái này làm. Ừ. Rồi. Đại khái em giáp mí lại với nhau cho anh em mình coi nó sát, nó khít như vậy luôn nè. Nó khít như vậy luôn. Nếu như anh em làm mà bên hàng đó, nó anh em làm bên hàng đó là anh em chấm nó rất là đỡ mất thời gian, độ chính xác rất cao và vết chấm vết mối hàng cũng rất sẽ rất là đẹp. Đó, kéo lại không độ đi quý. Đó thì nó rất là hay. Cái con này á thì bình thường nó là nó cắt gỗ cũng rất là chính xác. Ở đây thì khi mà em lắp cái lưỡi cắt sắt hợp kim vô, nó cắt cũng rất là tuyệt vời luôn. Đó, thì ở đây á, là nó là cái con cắt gốc sử dụng pin. Nếu như anh em nào á, mà mình sử dụng ít á, hoặc là mình cắt những sắt mỏng, sắt nhỏ đồ á, thì anh em cắt cái con này rất là ngon. Đó, gọn nhẹ, các thể loại luôn được, rất là ổn luôn nha anh em. Vết cắt nè, anh em coi vết cắt rất là đẹp. Ở dưới đây là cái vết cắt này là vết cắt của đá nè. Lúc trước em cắt bằng đá nè, đó, nó xấu như vậy nè. Đó, em để một thời gian nè. Còn cái đây là cái vết cắt nè, đây là cái vết cắt của lưỡi hợp kim nè. Đó, thì ở đây em có bán lẻ lưỡi hợp kim 180 luôn. Đó, lưỡi hợp kim 180 luôn và cả cái máy này luôn. Đây, em ráp lại cho anh em coi nè. Anh em thấy cái vết cắt không? Đó, khi ráp lại là nó khít như vậy luôn nè. Đó, nó cực kỳ đẹp. Đó, anh em mà làm bên hàng đó, anh em sử dụng nó là rất là tuyệt vời luôn. Vết cắt cực kỳ đẹp luôn nha anh em. Đó rồi, thì hiện tại trọn bộ của em là gồm một máy nè, một cái lưỡi cắt sắt hợp kim. Đó, như vậy. Rồi thì bên em đang bán với giá là 3.9 triệu. Còn nếu như anh em mua cả bộ gồm một máy, một pin, một sạc luôn á, thì bên em đang bán với giá là 5.5 triệu nha anh em. Rồi, ok, anh em nào mình quan tâm thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha.